Hello, Kiều Nguyễn xin mến chào toàn thể đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh của Kiều Nguyễn Vlog ha. Thì kênh của Kiều Nguyễn chuyên chủ yếu nói về chim cảnh thôi bạn, đặc biệt là những cái dòng chim biến nói chuyện ở Việt Nam mình. Thì Kiều Nguyễn muốn muốn đem một số những cái kinh nghiệm mà mình có được trong quá trình mà mình chăm sóc nhem thú cưng nhà mình, dù là thành công hay là thất bại, thì Kiều Nguyễn cũng muốn làm nên những cái video mà nó chân thực nhất để gửi đến toàn thể đại gia đình thân yêu mình biết được về những cái kinh nghiệm mà nuôi chim, thường chim, chăm sóc chim và huấn luyện chim như thế nào cho nó được tốt ha. Và để đến với những thông tin chi tiết xuất hiện trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng nhớ đừng quên nhấn subscribe ngay kênh YouTube của Kiều Nguyễn Vlog ha. Nhớ đăng ký bật chuông để nhận được những cái thông tin, những cập nhật liên tục về những dòng chim cảnh hàng ngày trên kênh của Kiều Nguyễn ha. Thì trước mắt các bạn, đây là bốn em chim nhà mình bạn, một em chim nhồng, một em chim cưỡng, một em chim quạ thông và một em chim sáo nâu. Thì những ngày vừa qua có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi cho mình mà mình thấy quan tâm. Một câu hỏi cũng khá là đặc biệt của một người bạn, họ có hỏi mình là làm cách nào để cho những chú chim nhà mình nó được phát triển khỏe mạnh bạn. Thì đây là một câu hỏi cũng khá là hay đối với những người nuôi chim bạn, thì rất là muốn những chú thú cưng của mình nó phát triển khỏe mạnh và nó nhanh biết nói bạn. Thì không riêng gì mình mà tất cả các bạn nuôi chim ai cũng đều hy vọng như vậy. Thì hôm nay á, thì mình cũng thông qua cái câu hỏi này á, thì mình cũng muốn đem cái kinh nghiệm của mình cũng đã nuôi chim cũng được là ba bốn năm nay rồi, thì mình đúc kết lại cái kinh nghiệm. Nếu mà các bạn mà nuôi từ chim non lên á, thì cái rủi ro của nó rất là cao bạn. Chim mà nó chưa biết tự mổ thức ăn á, thì lúc đó mình về mình chăm sóc rất là cực, cho nên là mình tính từ thời điểm mà con chim nó đã biết tự mổ thức ăn ha. Thì từ cái thời điểm con chim nó biết tự mổ thức ăn lên đó, thì các bạn nuôi làm sao để cho những chú chim nhà mình nó được khỏe mạnh. Thì cái công việc hàng ngày nó cũng không có gì gọi là phức tạp bạn. Thì bạn thấy những em chim nhà mình nè, mình nó cũng vừa mới tắm xong, thì mình hàng ngày á thì mình cũng cho chim tắm một lần thôi các bạn. Nếu mà các bạn có thời gian thì mình có thể là tắm cho chim 2 lần, nhưng mà theo mình thì 1 lần là đủ rồi bạn. Thì đó, thì các bạn nhớ là tắm cho chim, rồi vệ sinh lồng chuồng trại của chim và mang chim ra phơi nắng. Bên cạnh cái việc mà chăm sóc chim như vậy thì cái việc mà thức ăn với lại nước uống thì mình cũng phải là vệ sinh giữ gìn làm sao mà cho nó sạch sẽ bạn. Mình thấy nước uống với lại thức ăn mà nó bị dơ hay là phân chim nó dính vào thì mình cũng nên bỏ, mình thay cái bằng cái nước khác ha, để cho chim nó ăn nó uống được mà vệ sinh đó. Còn cái việc mà buổi sáng các bạn nên mà đem chim ra nó phơi nắng, một tuần có thể là các bạn cho chim nó phơi nắng 3 ngày hoặc giả 2 ngày cũng 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 được đó. Thì tùy theo các bạn có thời gian nhiều thì các bạn cho chim phơi nắng nhiều, còn không có thời gian thì mà anh em cũng nên là cho chim phơi nắng 1 ngày 2 ngày cho trong tuần ha. Đó thì những cái việc sinh hoạt đó gọi là bình thường. Còn nếu mà đến lúc mà chim nó bị bệnh á thì anh em phải xử lý như thế nào đó. Nếu mà mình nuôi chung 4 em chim như vậy mà phát hiện ra một con chim nó bị bệnh ho, hoặc giả là nó các bạn cứ thấy nó bị bệnh tiêu chảy, ho hay là sải cánh sù lông hay là bị trúng gió gì đó, thì mình cứ tách nó ra ha, mình không có để gần nhau nữa mà mình tách nó ra, hoặc giả là mình dùng cái áo lồng mình chùm lại thì nó sẽ hạn chế được cái việc lây lan. Đó là cái cách tốt nhất để mình phòng bệnh lây lan của một con bệnh thì nó kéo theo nguyên đàn nó bệnh, thì mình phải tách ra liền đó. Còn cái việc thứ hai mà chim nó bị bệnh á là mình phải, con chim nó bị bệnh hoặc giả con người mình bị bệnh là nó rất là ít ăn, cho nên là mình phải làm sao tìm đủ mọi cách để cho con chim nó được no đó. Các bạn đừng có bỏ mặc con chim trước khi các bạn trị bệnh, là các bạn phải làm cho con chim nó được no. Nếu mà con chim nó đã ăn no rồi, nó có sức khỏe rồi, thì mình sẽ tìm hiểu thứ coi là con chim đó nó bị bệnh gì, và mình sẽ mua thuốc và giống như là nhờ anh em họ nuôi lâu họ tư vấn là mình nên sử dụng thuốc gì ha. Thì chim thì cũng có rất là nhiều bệnh mà mình cũng không có kể hết được những cái bệnh mà lạ lạ coi của nó, nhưng mà những cái bệnh thường gặp như là hay bị trúng gió hay là bị tiêu chảy, thì những cái bệnh đó là những cái bệnh thường gặp thôi.
bệnh chống gió thì các bạn cũng có rất là nhiều cách để chữa trị. Đặc biệt là nếu mà mình muốn phòng chống thì mình nên đem chim vào những nơi kín gió ha, tránh gió lùa trực tiếp. Đó thì cái việc mà làm cho chim nó bị trúng gió là rất là thấp. Đó, nếu mà con chim nó bị trúng gió thì bạn phải phát hiện kịp thời và bạn phải trị, nói chung là nhanh chóng và kịp thời thì con chim mình nó sẽ cứu được. Còn các bạn mà bỏ 3 4 ngày hay là 4 5 ngày thì đến lúc mà các bạn mà trị thì nó sẽ không hết nổi. Đó thì nói chung là một số cái vấn đề mà gọi là cơ bản để anh em mà có thể nuôi chim mà nó được sống lâu hay là nó được mà mạnh khỏe thì mình cũng nói chung là những cái sinh hoạt hàng ngày thôi, thì mình cũng cố gắng mình làm sao để cho chuồng trại hoặc giả mình thức ăn nước uống đồ mình những cái mình vệ sinh cho sạch sẽ hết thì con chim mình nó bảo đảm với các bạn là nó sẽ sống lâu thôi. Thôi, một số điều khi Nguyễn cũng xin cảm ơn anh em và mọi người nãy giờ đã lắng nghe và theo dõi cái video của mình. Chúc anh em và mọi người vui và thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt mọi người.